Mùa xuân năm nay có một ý nghĩa thật đặc biệt đối với những hộ dân sinh sống trên sông ở khu vực thị trấn Quý Lộc, huyện Yên Định. Họ được đón cái Tết đầu tiên trên bờ. Với những hộ dân sinh sống trên sông, có một ngôi nhà mới trên bờ là sự đổi đời thực sự, chấm dứt cảnh lênh đênh sông nước với bao nỗi nhọc nhằn gian khó. Khu dân cư mới khang trang trên địa bàn thị trấn Quý Lộc, huyện Yên Định là nơi cư trú ổn định của 12 hộ dân đồng bào Công giáo sinh sống trên sông từ 2 tháng nay. Tất cả các gia đình đều cố gắng chuẩn bị đầy đủ để đón một cái Tết đầu tiên trên bờ thật ý nghĩa. Đúng là năm nay được ăn Tết, đón Tết mùa xuân năm nay thì gia đình tôi cũng được ăn Tết trên bờ năm đầu tiên. Cho nên là rất phấn khởi, thì được mỗi năm ăn Tết ở dưới sông thì cũng vất vả. Nên là cũng không gần lằng xuống lắng thiền, nên là năm nay được đúng là thuận lợi các thứ ở trên bờ là đi sinh hoạt này, rồi là đi chi lễ này, rồi là đi cho cháu đi học. Thì trong những cái ước mơ của chúng tôi từ xưa đến giờ, coi như muốn được coi như lên trên bờ để an cư lập nghiệp. Nhưng bây giờ thì coi như là ước mơ đó là thành sự thật. Và coi như cái Tết năm nay thì coi như chúng tôi coi như cũng được coi như là sum họp lại một nơi. Ăn cái Tết coi như là có hàng xóm xung quanh coi như là rất là khấn khởi và coi như được coi như là chạy đi chạy lại với nhau. Thế rồi coi như là rồi động viên thăm hỏi coi như nhau và coi như ăn Tết coi như cùng với nhau là rất là ấm cúng. Đồng bào lâu nay là sống trên sông nước, về công ăn việc làm là không chưa có. Mà hiện nay là đi đến chỗ mới cho nên là cái công việc hiện nay cũng đang rất chi là khó khăn, thì cũng mong là chính quyền, các cấp chính quyền tạo mọi điều kiện giúp đỡ bà con để bà con có cuộc sống ổn định lâu dài hơn. Để khát vọng lên bờ của bà con được thực hiện, trong thời gian qua, huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Yên Định và cấp ủy chính quyền thị trấn Quý Lộc đã nỗ lực bố trí đất tái định cư để mỗi hộ đồng bào sinh sống trên sông được cấp 100 mét vuông đất để làm nhà. Khu tái định cư có đường giao thông, điện, nước sạch, đảm bảo phục vụ đời sống sinh hoạt cho người dân. Các ngành, tổ chức đoàn thể cũng có sự hỗ trợ thiết thực để bà con xây dựng nhà, ổn định đời sống. Huyện Yên Định cũng đang nắm bắt tình hình để có những giải pháp hỗ trợ sinh kế, giúp các hộ dân ổn định cuộc sống trên bờ. Thời gian tới thì để bà con nhanh chóng ổn định về đời sống, thì địa phương đang xem xét, rà soát lại cái đất ngân sách để tạo điều kiện về cái đất sản xuất để bà con nhân dân có nhu cầu là được là nhận cái đất để phát triển sản xuất rồi nâng cao cái chất lượng đời sống. Cái thứ hai nữa là chúng tôi đang đấu nối với các doanh nghiệp trên địa bàn để tạo điều kiện về công ăn việc làm, giới thiệu người lao động của bà con đồng bào sống ở trên sông. Bây giờ lên bờ thì công việc nó đang còn khó khăn, cho nên là giới thiệu các doanh nghiệp để tạo điều kiện công ăn việc làm cho người lao động. Một mùa xuân mới đã về trên mọi miền đất nước, mang theo khát vọng về những điều tốt lành ở tương lai phía trước. Đối với đồng bào sinh sống bằng nghề chài lưới trên sông ở miền quê Quý Lộc, huyện Yên Định, khát vọng lên bờ ấp ủ từ bấy lâu nay đã trở thành hiện thực. Một cuộc sống mới đã hiện hữu, chấm dứt cảnh đời lênh đênh trên sông nước, mở ra một tương lai tốt đẹp hơn.